Mình chào quý anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà đất quận 12. Hai em Phúc đang có mặt tại đường nhánh của đường Tiếp 25, ngay đường vào cầu Ba Phụ, để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có diện tích đẹp. Lô đất của chúng ta có diện tích là 5x17, thổ cư là 86m², sổ hồng riêng và được chủ gửi bán với giá là 3.200.000.000. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ nha. Lô đất của chúng ta thì có hướng đông bắc, nằm trong khu phân lô đồng bộ, rất là đẹp. Đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 8m. Xung quanh thì đã và đang được xây rất là nhiều nhà cao tầng. Trong bán kính hơn 1km chúng ta có phường Thạnh Xuân, chợ Thạnh Xuân, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường cao đẳng điện lực. Và chỉ hơn 2km xíu là chúng ta sẽ bước qua địa phận của Gò Vấp. Và hơn 7km chúng ta sẽ về tới sân bay. Tại thì những lô đất kế bên cùng diện tích với lô đất của chúng ta được các chủ rao bán với giá là 3.4 tới 3.5 tỷ. Nhưng vị trí lô đất của chúng ta do nằm ở vị trí gọi là đâm đường nên chủ bán với giá 3.2 tỷ. Giá này chủ nói sẽ bớt lọc lá cho chúng ta. Quý anh chị không quan tâm tới vấn đề phong thủy thì chúng ta có thể mua lô đất này rẻ hơn những lô kế bên tới hơn 200-300 triệu. Một lô đất có diện tích đẹp 5x17 nằm ở khu phân lô đồng bộ cũng rất là đẹp, nhưng do bị đâm đường xíu thành ra giá chúng ta mua sẽ được rẻ hơn những lô kế bên từ 200-400 triệu. Từ vị trí lô đất chúng ta ra đường TX 25 khoảng hơn 400m, toàn bộ là đường bê tông và đường nhựa. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể nhanh tay nhấc máy điện thoại cho Phúc qua số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ được gặp trực tiếp với chủ thương lượng và đưa ra cái mức giá mà mình mong muốn. Ngoài ra kênh Nhà đất 12 cũng nhận ký gửi nhà và đất ở phường Thanh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông, quận 12 và cũng nhận tìm đất và nhà theo yêu cầu của quý anh chị khách hàng ở khu vực quận 12. Nếu quý anh chị muốn mua nhà hoặc đất ở khu vực quận 12, quý anh chị cứ nhanh tay điện thoại cho Phúc và đưa ra yêu cầu mà mình mong muốn. Phúc sẽ tìm đúng sản phẩm để gửi cho quý anh chị. Và bây giờ chúng ta cũng đã đến ngay khúc đường giao nhau giữa đường cầu Ba Phụ và đường Tết 25. Video của Phúc xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh và nhấn cái chuông để nhận được những thông báo về nhà và giá đất ở khu vực quận 12.